Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế và các địa phương phấn đấu tới ngày 15 tháng 12 và chậm nhất là trong tháng 12 này phải cơ bản hoàn thành việc tiêm 2 mũi vaccine cho người từ 18 tuổi trở lên, ra soát lại các đối tượng chưa tiêm, đẩy mạnh tuyên truyền vận động để đạt mục tiêu này, đồng thời có lộ trình triển khai tích cực hoàn thành sớm nhất việc tiêm cho người từ 12 đến 18 tuổi, đẩy mạnh việc tiêm mũi 3, trong đó ưu tiên người từ 50 tuổi trở lên và các đối tượng tuyến đầu. Nếu cần thiết, các cơ quan chức năng tăng cường lực lượng chi viện hỗ trợ các địa phương trong tiêm chủng.